Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã hết cái năm 2022 năm Nhâm Dần và bước sang cái năm mới năm 2023 năm Quý Mão với bao ước vọng và mong cầu có được cái năm mới bình an may mắn. Và hầu hết mọi người tìm đủ mọi cách để có được cái may mắn trong cái năm mới 2023 năm Quý Mão. Và một trong những cái việc đó là ứng dụng các học thuật phong thủy cũng như là các mẹo của dân gian để gì cầu cho cái may mắn và bình an trong cái năm mới. Thưa quý vị, thì theo dân gian thì củ tỏi chính là một trong những loại gia vị nó có tác dụng phong thủy trong việc trừ tà nhờ cái mùi hương đặc trưng của nó. Nếu sử dụng tỏi một cách hợp lý, cụ thể là sau đêm giao thừa, nếu mà đặt một củ tỏi đúng vào cái vị trí này của ngôi nhà thì chỉ sau 3 đêm thôi, quý vị và gia đình sẽ có cơ may đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Vậy đó là vị trí nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, tỏi là một loại thực vật thuộc họ hành. Đây là một loại cây gia vị dễ trồng ở một đất nước có khí hậu nhiệt đới, ẩm, gió mùa như là ở Việt Nam chúng ta. Tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu gặp thời tiết và khí hậu thuận lợi. Cái việc chăm sóc tỏi cũng rất dễ dàng. Chính vì điều này mà đã có không ít người, không ít gia đình của người Việt, đặc biệt là những gia đình ở đô thị, cái nơi mà không có nhiều cái không gian đất trống, đã lựa chọn trồng tỏi cho cái khu vườn của mình. Và đối với người Việt Nam thì củ tỏi là một trong những gia vị không thể thiếu trong những cái món ăn đậm chất của người Việt, và đặc biệt là những cái món nước chấm thần thánh. Trong cuộc sống hàng ngày thì bên cạnh cái việc sử dụng tỏi để ăn uống ấy, thì tỏi cũng có vô vàn những công dụng tích cực, cực kỳ bổ ích như làm thuốc chữa bệnh, dùng trong đông y hay là theo quan niệm của ông bà xưa ấy, thì tỏi cũng có mùi đặc trưng làm cho gì ma quỷ sợ hãi. Khi mà mang theo bên người sẽ tránh được âm khí, tránh được những khí không tốt. Với những cái tác dụng đó của củ tỏi thì nhiều người đã lựa chọn cách đặt tỏi trong phòng ngủ với hy vọng nó sẽ phát huy được những cái tác dụng hữu ích cho cơ thể. Và sau đây là cách đặt tỏi trong phòng ngủ, cụ thể là đặt ở dưới gối, giúp bạn thu hút được tài lộc và sức khỏe cho bản thân cũng như là cho mọi người trong gia đình. Một, công dụng của tỏi đặt dưới gối. Thứ nhất là giảm nghẹt mũi. Nếu mà các bạn thường xuyên bị nghẹt mũi do bệnh lý hay là do thay đổi thời tiết thì hãy để một tép tỏi dưới gối trước khi ngủ. Trong tỏi có chất kháng sinh mạnh là allicin. Chất này sẽ thoát ra từ tép tỏi, có khả năng chống nhiễm trùng. Allicin trong tỏi có thể làm sạch cái đường thở bằng cách là hòa tan cái dịch nhầy trong mũi. Dù quá trình diễn ra chậm nhưng mà hiệu quả, sau một thời gian áp dụng ấy thì sẽ hết ngạt mũi và thở được bình thường. Thứ hai là tăng cường cái hệ miễn dịch. Tỏi có độc tính sát khuẩn mạnh mẽ nên có thể diệt được các vi khuẩn gây hại. Cái allicin trong tỏi còn có tác dụng giúp là ngăn chặn hai cái nhóm tác nhân gây lây lan vi khuẩn trong cơ thể con người. Nếu đặt tỏi dưới gối ngủ thường xuyên ấy, thì bạn cũng sẽ cảm thấy là tỉnh táo hơn vào buổi sáng và ít bị ốm. Công dụng thứ ba của tỏi là đuổi muỗi và côn trùng. Theo nghiên cứu khoa học thì cái mùi cay nồng của tỏi ấy, có tác dụng xua đuổi các loài côn trùng gây hại, đặc biệt là các loại ruồi muỗi. Cái mùi hương trong tỏi cũng khiến cho những loại côn trùng này bị mất phương hướng và không thể xâm nhập được vào trong nhà của các bạn. Thì ngoài để tỏi ở dưới gối để tránh như muỗi đốt ấy, thì người ta còn thoa một chút nước tỏi ở những cái vùng da hở vào ban đêm ấy. Một giấc ngủ ngon là niềm mong ước của rất nhiều người trong một ngày làm việc vất vả. Tỏi cũng sẽ giúp bạn phần nào nếu mà các bạn làm được đúng cách. Các bạn sẽ ngủ ngon hơn nếu mà đặt một nhánh tỏi ở dưới gối, có thể giúp bạn cải thiện cái giấc ngủ và ngủ sẽ được sâu giấc hơn. Cái nguyên nhân là tỏi có giàu vitamin B1 và B6, nó sẽ giúp chống lại cái chứng mất ngủ, thúc đẩy cái quá trình sản xuất hormone, khiến cho gì con người ngủ ngon hơn. Nhờ đó mà khi thức dậy, các bạn sẽ cảm thấy là tỉnh táo hơn và khỏe mạnh hơn. Một điều lưu ý mà khi đặt cái tỏi ở dưới gối ấy, là các bạn không nên dùng cái gối quá dày, vì điều này ấy, sẽ làm giảm cái tác dụng tốt nhất của tỏi. Một số lưu ý khi đặt tỏi dưới gối, tỏi sẽ phát huy cái tác dụng nếu mà các bạn sử dụng đúng cách và sử dụng hợp lý. Sau đây là một vài cái lưu ý khi mà tiến hành đặt tỏi ở dưới gối. Để hiệu quả được rõ rệt, các bạn cần phải đảm bảo cái khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Không nên chuẩn bị một cái gối quá dày, vì cái khoảng cách giữa gối tới cơ thể bạn quá xa sẽ làm giảm cái hiệu quả chữa bệnh và sẽ không đạt được cái kết quả như mong đợi. Nếu mà các bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng, không những không có hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng, cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây mất khí, tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi tỏi quá nồng đậm. Điều này có thể sẽ làm cho bạn sáng ra bị ám cái mùi lên quần áo và ám lên cơ thể, gây khó chịu cho những người tiếp xúc. Đó. Quý vị thân mến, hy vọng quý vị đã có thêm những kiến thức bổ ích về việc đặt tỏi trong phòng ngủ để gì có thể thu hút được cái tài lộc và cải vận giàu sang cho gia đình. Cùng với tỏi thì các chuyên gia phong thủy cũng gợi ý một số những cái món đồ mà quý vị nên đặt trong phòng ngủ giúp đem lại cái may mắn và cái công danh sự nghiệp cho gia chủ.
nhất là trong cái dịp Tết đến xuân về, đúng đêm giao thừa. Nếu mà quý vị làm việc này thì cả năm sẽ được đổi vận giàu sang. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. À, thưa quý vị, phòng ngủ là nơi mà các bạn có thể thoải mái sắp xếp và trang trí đồ đạc theo cái sở thích, theo cái phong cách cá nhân của mình. Tuy nhiên thì cái vị trí đồ nội thất trong phòng cũng ảnh hưởng nhất định đến cái chất lượng cuộc sống của các bạn. Thông thường thì trước khi đưa ra quyết định là có nên đặt cái này hay là cái kia trong phòng hay không thì thường liên quan đến rất nhiều trong yếu tố phong thủy. Bởi nếu mà đặt đúng vị trí thì chúng có thể giúp cho gia chủ thu hút tài lộc, làm ăn được thịnh vượng và gia đình thì được hạnh phúc. Và dưới đây là 7 cái đồ vật nên đặt trong phòng ngủ để đem lại cái may mắn và phúc khí cho cả gia đình các bạn. Thứ nhất là hồ lô hòa hợp, là đồ vật dùng để mang lại cái sự bình an, mang lại cái may mắn trong cái chuyện nhân duyên. Hồ lô hòa hợp là một chuỗi hồ lô gồm 3 cái hồ lô được làm từ gỗ đào, một loại gỗ có khả năng là kỵ tà hóa sát và gì thâu thu cái tài lộc. Đây là một pháp khí hòa hợp được nhiều người sử dụng nhất trong phòng ngủ để mang lại cái bình an, mang lại cái may mắn về con đường tình duyên. Và nó cũng có tác dụng trừ tà. Trên các thân hồ lô thì được khắc chữ hỷ và có hình tiên đồng ngọc nữ, với cái mong muốn là cầu cho gia đình hạnh phúc, tình cảm lứa đôi thì được bền chặt, sắc son. Ở phía đầu sợi dây ấy, có hình bánh xe pháp luân. Bánh xe pháp luân thì dịch chuyển luân hồi, mang cái ý nghĩa là tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía dưới của chuỗi dây là một chùm quả ngũ hành, giúp tăng cái sinh khí, cân bằng cái âm dương cho cái căn phòng của quý vị. Thứ hai là cầu đá thạch anh hồng. Thì nếu các bạn là người mà thích tìm hiểu về phong thủy á và am hiểu về các loại đá phong thủy thì chắc chắn là các bạn đã từng nghe tới cái tên là đá thạch anh hồng. Đây là một loại đá phong thủy thường được đặt trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng cũng như là trong phòng khách của gia đình, với cái mong muốn là tăng cường cái sự hòa hợp, bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình. Thì ngoài ra, đặt cái cầu đá thạch anh hồng trong phòng ngủ thì cũng sẽ giúp loại trừ cái sự mệt mỏi và giảm stress, đó, tốt cho cái hệ tim mạch và gì tốt cho hệ thần kinh của quý vị. Thứ ba là cây cảnh. Cây cảnh thì nên được đặt trong những phòng ngủ có không gian rộng và thoáng khí như ban công hay là phòng khách. Tuy nhiên, nếu mà muốn đặt cái cây phong thủy trong cái phòng ngủ hẹp ấy thì quý vị cần lưu ý là chọn những loại cây thực vật họ cam như là cây nha đam, cây lô hội hay là cây liễu hổ, cây lan chi. Bởi vào ban đêm thì những cây này không những lấy đi oxy của căn phòng mà dựa vào cái cơ chế là quang hợp ngược, chúng sẽ giúp cho căn phòng thì thêm được trong lành và thoáng đãng hơn. Quý vị nên chọn những cây có hương sắc dễ chịu, nên chọn những cây không có mùi hoặc là có mùi hương nhẹ tự nhiên, giúp cho an thần để đảm bảo không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn. Khi mà đặt cây cảnh trong phòng ngủ thì quý vị cũng nên lựa chọn cái số lượng cây nó phù hợp vừa phải. Phòng ngủ là nơi để thư giãn, để nghỉ ngơi, do đó các bạn không nên trồng quá nhiều cây. Trung bình chỉ cần đặt 1 đến 2 chậu cây là đủ và tối đa là 3 đến 4 chậu mà thôi. Và khi đặt cây cảnh trong phòng ngủ thì quý vị cũng chăm sóc cây một cách thường xuyên. Do đa số các loại cây đặt trong phòng ngủ đều là cây gì ưa bóng, không cần quá nhiều ánh sáng. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải mang chúng ra ngoài ban công hoặc là bỏ những cây lá khô lá héo ít nhất là 1 tuần một lần để đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển một cách tốt nhất. Thứ tư là quý vị có thể treo tranh phong thủy. Nếu bạn muốn lựa chọn các loại tranh phong thủy theo tuổi thì các bạn nên tham khảo những ý kiến dưới đây. Thứ nhất là những người tuổi Tý. Người tuổi này nên chọn tranh treo tường hình rồng mây hoặc tranh sơn thủy hướng nước chảy. Nó sẽ giúp bạn được quý nhân phù trợ, gia đình viên mãn, tránh được thị phi và công danh sự nghiệp thì đều được thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu thì nên chọn tranh phong cảnh mùa xuân hoặc là mùa thu với nhiều cây xanh, mang cái ý nghĩa là trường thọ, công việc thì được cấp trên cân nhắc, đấy, tài lộc thì dồi dào. Đó. Thứ ba là tuổi Dần thì những người tuổi Dần nên chọn những cái tranh treo phong thủy với thì núi cao trùng trùng hoặc những loại cây tranh về hổ, về ngựa, về cao nguyên hoặc là về Trường Sơn, sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dần được mở rộng, gia đạo bình an. Đó. Tiếp theo là tuổi Mão, các tranh trúc mang ý nghĩa là bình an. Tranh hoa lan nở tượng trưng cho sự phú quý, tranh tùng cúc trúc mai sẽ là các tranh hợp với những người tuổi Mão. Tiếp theo là tuổi Thìn, các bức họa mẫu đơn rồng xanh hí thủy, kim thủy sinh mộc rất hợp với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên thì những người tuổi Thìn cần lưu ý là không treo các bức tranh ở hướng nam, đặc biệt là các tranh về ngựa vì rất dễ dẫn đến đau đầu hoặc là con cái thì không được thuận. Tiếp theo là tuổi Tỵ, các tranh cá chép sen hoặc là mẫu đơn hoặc là tranh tùng hạc là những cái mẫu tranh mà mang ý nghĩa gia đạo bình an, cát tường như ý, phù hợp với những người tuổi Tỵ. Tiếp theo là tuổi Ngọ, với những người tuổi Ngọ thì nên treo các bức tranh về cá chép, đặc biệt là 9 con cá chép gọi là cửu ngư quần hội, cực kỳ hợp với những người tuổi Ngọ. Chúng mang cái ý nghĩa là trường tồn, vĩnh cửu, bình an với những người tuổi Ngọ. Tiếp theo là những người tuổi Mùi thì các bức tranh về mẫu đơn hoặc là các bức tranh về thảo nguyên xanh rộng lớn ấy
Nếu được treo trong phòng ngủ thì những người tuổi Mùi sẽ mang lại nhiều cái may mắn, dẫn đến là tâm hồn thư thái và lạc quan hơn. Còn với người tuổi Thân thì hiếm có tuổi nào lại hợp với những cái bức tranh về rơi như là những người tuổi Thân. Khi treo tranh trong phòng ngủ, chúng không những giúp gia chủ công việc được thuận lợi mà còn cải thiện được các mối quan hệ trong cái cuộc sống, trong cái kinh doanh cũng như là trong chuyện buôn bán làm ăn. Tiếp theo là với những người tuổi Dậu. Với những người tuổi Dậu ấy, thì các bức tranh như là Phượng Hoàng này, Bách Điểu Triều Phụng, Tam Dương Khai Thái nên được dùng cho những người tuổi Dậu. Tiếp theo là tuổi Tuất. Các tranh mẫu đơn 8 bông hoặc là 9 bông rất hợp với những người tuổi Tuất, với ý nghĩa là phú quý dài lâu, chuyển nguy thành an, sự nghiệp thì có nhiều chuyển biến nhanh chóng. Và cuối cùng là những người tuổi Hợi. Thì những người tuổi Hợi nên chọn các tranh về cá chép mẫu đơn hoặc là tranh hoa cỏ có linh vật. Những bức tranh Tam Dương hoặc là Bách Lạc Đồ thì cũng rất hợp với những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, hy vọng là với những cái thông tin mà tôi vừa chia sẻ thì đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều cái sự lựa chọn cái đồ vật phong thủy phù hợp với phòng ngủ của gia đình nhà mình, để có thể kích hoạt được cái tài lộc, kích hoạt công danh sự nghiệp cũng như là kích hoạt tài vận cho bản thân trong cái dịp năm mới 2023 năm Quý Mão. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý vị và gia đình có một cái Tết an khang thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.